Thì đầu tiên mở nắp ra là chúng ta sẽ có hai tờ giấy hướng dẫn sử dụng này, hai tờ đó. Ok, hai tờ ha. Em cầm, em đây cầm, đây cầm. Đây là một chiếc gác phi thuyền, đây ta sắp xếp cái chiếc gác phi thuyền lên, gắn vô. Bên này là có một cái dây sạc và đây là có một cái cục pin. Wow, pin này thì khá là to. Và cầm cục pin này thì chắc chắn là anh em thấy một điều, nó xịn hơn cái chiếc pin mà chiếc 8C8 to nặng hơn. Đó, ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau khui cái siêu phẩm này ra nha. Đây, khui ra. Đây là một chiếc điều khiển từ xa và đây là nhân vật chính của chúng ta. Đó, đèn điện luôn. Đó, anh em thấy không? Đây là hai siêu phẩm của chúng ta. Và khi tất cả các phụ kiện nằm ở trong này thì gồm có là hai quyển sách hướng dẫn sử dụng này, một cục pin, một dây sạc, một cái cánh quạt dự phòng đó, và hai cái nắp chụp đầu. Thấy không, đúng là công nhận chiếc thuyền này khá là tinh tế khi mà để cho chúng ta hai chiếc chụp đầu này. Tại vì khi mà chúng ta chơi lâu á thì cái chiếc chụp đầu này nó có thể bị cũ, đúng không, bị cũ, bị hư, bị mòn, thì để hai chụp như vậy là chúng ta có thể linh động thay thế được. Đó, gắn vào thì rất là dễ thôi. Đó, đấy. Khi mà đó. Đó. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau mở hộp chiếc này ha. Đây, cái đầu trục của nó thì tròn tròn như vậy, anh em nhớ là lưu ý gắn cho nó đúng nha. Cái đầu vô, pin vô, đó. Khi bỏ pin vô rồi thì chúng ta sẽ cài lại. Ok. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu test thử cái siêu phẩm này cho anh em cùng xem. Đây là chiếc FT009, đây là một siêu phẩm. Có thể gọi là anh em đam mê chơi cano điều khiển từ xa thì đây là một trong những chiếc cano mà anh em sẽ lựa chọn làm chiếc cano chơi đầu tiên. Tại vì thứ nhất tốc độ rất là cao, thứ hai là bền, thứ ba là đã có thương hiệu và thứ tư thì to, nặng, chắc, đúng không? Xịn sò. Và cái quan trọng hơn hết đó là đối với chiếc cano này khi mà chúng ta chơi ấy, thì chúng ta cảm thấy là nó vừa tầm, nó vừa to, nó sang trọng, đúng không? Thì ngày hôm nay mình đang ở một cái bờ hồ rất là đẹp, thì mình sẽ test cho anh em coi cái tốc độ của chiếc xe này. Đây là chiếc điều khiển từ xa. Tuy nhiên khi mà anh em ráp pin vô nha, là mình bấm bật cái nút này lên. Đó, cái nút này nè. À, đây là cái nút on off, bật cái nút on lên. Đó, bên này báo hiệu là pin, pin của chiếc thuyền.
và bên này là báo hiệu pin của cái remote này đó. Còn ở trong này thì mình đã sạc pin rồi, tuy nhiên khi mà anh em bật ra bấm sẽ không thấy nó xoay đúng không? Thấy không? Không bao giờ thấy nó xoay. Thì đối với dòng này anh em phải lưu ý, đây là một lỗi mà thông thường các anh em sẽ mắc phải. Đó là mình nghĩ là chiếc Kano này á, mình sẽ mua về nó bị lỗi hay là không xài được hay là bị hư. Nhưng mà thực tế chiếc Kano này tất cả luôn, hầu như là tất cả những chiếc Kano nó có một chế độ gọi là cảm ứng ở dưới nước. Khi mà chúng ta giục xuống nước ấy, thì bắt đầu chúng ta mới có thể điều khiển được. Đây. Thấy không ạ? Nên là anh em lưu ý ở điểm này nha. Khi mà chúng ta chơi cái dòng này thì chúng ta phải lưu ý. Thì đối với chiếc Kano ST009 có tốc độ tối đa là 30 km/h, chống lực đó, chống vào nước. Thì anh em sẽ lưu ý đó là mình có thể chơi được ở hồ này, ở sông hoặc là ở khu vực biển. Nhưng mà biển lặng á, thì có thể chơi được nha. Chứ biển mà sóng dồ dập là anh em chơi nó nhanh tốn pin. Ok ha. Lên cho bạn chia sẻ rồi. Có cái này chủ yếu bán ở YouTube là nhiều quá. Em mới dọc nghe. Người ta coi mình review chơi được tốc độ. Anh quay đứng đi nha để. Tại vì cái dòng này. Ô, quay đứng anh chỉnh cho. Okay. Rồi chưa? 1 2 3. Đây này, trong này thì sẽ có hai nút để anh em điều khiển. Đó là một nút sẽ điều khiển được tốc độ của anh em có thể vặn lên tối đa là 30 km/h. Đó, cái thứ hai thì nút này này là anh em điều khiển tốc độ nha. Steering trim. Đó. Có hai nút, nút trên á là vặn tối đa, là chạy tốc độ được tối đa là 30 km/h. Còn cái nút ở dưới á là anh em vặn tối đa là giống như cái việc mà chúng ta điều khiển cái này, cua là cua tối đa ha. Đó. Ok. Chạy cho anh em xem một vài vòng rồi mình sẽ test cho anh em coi về một chiếc khác nha. Một chiếc sẽ nhỏ hơn chiếc này một chút, nhưng mà chạy buổi tối, buổi chiều sẽ đẹp hơn chiếc này. Tại vì được thiết kế là có 4 cái đèn khác nhau. Đó là chiếc HC8C8. Đây, đây là chiếc HC8C8. Đó không? Chiếc HC8C8 này á, sẽ có tốc độ tối đa là 25 km/h, nhỏ hơn chiếc nhỏ hơn chiếc này. Đó không? Nhưng mà khi mà mình để xuống nước á, thì sẽ khác đối với chiếc này, đó là nhỏ gọn hơn và nó sẽ có 4 cái bóng đèn ở đây. Đó. Có thể bỏ trong ba lô, trong cặp đi được. Tiện dụng hơn là chiếc 009 này đúng không? Đó, ok.